chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tama TV. Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp chị mụn, chị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585 89 86 88 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tama TV. Mọi người biết đây là mấy con gì không? Mấy con này là mấy con gọi là chị quái. Gọi là mấy con con heo này, gọi là heo gì nhỉ? Heo vàng. Heo vàng đấy. Bây giờ nhá, tôi không ngắm ăn thịt bò thiếu như kiểu ăn thịt bò ấy. Nhảy xuống đây, thiếu ngưỡng xuống đã. Hôm nay mẹ mình đi vắng mọi người ạ. Anh em mình quyết định sẽ khó một con đi bán. Đây, giới thiệu với mọi người, đây là chuồng lợn nhà mình nhá. Đếm cho mọi người xem bao nhiêu tiền nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 này, 12, 13 con. Bây giờ mình tính sơ sơ nhá là 40 cân một con. Con này phải 5-60 cân rồi. Đấy, mình tính trung bình 40 cân một con là 10 con là 400 cân, 500 cân đi. Trung bình 500 cân. Ôi chà. Tầm 50 triệu chỗ này. Còn bên này nữa. 2, 4, 6 6, 5, 30 nữa. 30 triệu nữa là 80 triệu. Bên kia hai con lợn nái nữa. 100 triệu. Anh em mình sẽ bây giờ nhá. Nhiều lợn thế này. Mẹ mình sẽ chắc là không biết là thiếu một con đâu, nhưng mà biết thì chắc là anh em mình tiêu tiền xong rồi. Anh em mình sẽ bắt một con đi. Anh ơi, bắt con kia rồi. Bắt à? Lừa. Bán hay là nướng, anh em mình nướng rồi. Người kia chẳng nướng, đắt lắm. Bây giờ ăn khó thường lắm. Bây giờ phải bán. Con kia bảo. Con bảo à? Để em bắt được. Đó. Đây, bắt nó lên đi, bắt nó lên. Lôi tạt lên đấy. Cái đó. Đấy. Hơi khó bắt, anh em mình không chuyên chuyên nghề bắt lợn. Khó bắt lắm. Đấy, cưỡi con này, mày phải cầm chắc nó tay nó, xong rồi cưỡi, nhảy bắt lên luôn. Trời ơi, con này có thể lưng xuống. Sợ nó cắn nó. Thả ra là nó không tiêu, nó sợ bắt được, lấy đấy.
Đây có con này vượt trước này. Con lấy để tắt thử. Con này bé nhất. Tắt vào vừa đấy. Con này nhìn ngon nhất, đẹp nhất này. Giá này chắc được giá đấy. Con này hơi bán rẻ rẻ, đâu tầm 3 triệu. Có tiền ăn chơi. Chơi như kiểu là trộm chó đấy. Tao mùi từ đây. Quan được này. Thôi. Đấy đấy đấy. Quan. Rồi. Tuột rồi. Điên rồi. Điên rồi. Anh ơi, đi để bỏ nữa. Không ổn rồi.
cháu mày cưỡi này. Anh này không ổn mọi người ạ. Cả lắm ạ. Đây, mày chưa nói nhắc để tao lấy lồng ra. Ok. Cho nó vào lồng. Cho nó vào lồng chứ không dắt được nó. Ui. Mình phải vừa lại phải đóng cái cổng lại. Tí nữa mình bắt đầu đi thì mình đấy không, con này nó cứ dọn vào chuồng. Anh ơi, một, một cho nó công nông. Công nông á? Được đã, đáng mình. Một món tiền trước mặt nhưng mà chưa biết là tiêu như thế nào được. Mấy triệu đấy. Anh ơi, tiền nhiều thế này mà không biết tiêu kiểu gì. Miếng ăn đến miệng rồi mà. À, anh không cần. Mình muốn một chút cây ấy. Để đây. Mình buộc vào đây nhé. Và giữ cửa nhé. Tao gọi hẳn thợ lượng đến đây bán trực tiếp luôn. Cà kiến. Bán hết một đàn đi. Hả? Đi là bán một đàn biết. Bán một con thôi. Đó, ra gọi con gọi mình đi. Mẹ anh không biết đâu. Chắc thế. Mình nghĩ ra rồi. Tội gì phải khổ. Gọi hẳn thợ lợn đến đây bán luôn. À. Thế anh đi gọi đây. Có thể bán như con nữa. Chờ nhá, giữ nhá, anh, giữ nhá. Bán một con thôi. Em anh bảo là chưa biết đấy, thôi đấy. Đi quẩn này thì anh em mình lại đi cho lại rủ nó đi ta đi biển đấy. Thắng được. Covid. Tôi mua cái gì ăn thôi. Ấy. Ủa. 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 Giấy cỏ đồng thì sớm rồi nắng rồi trở về. Trời trưa có mới về. Trời nắng rồi về thì ở ngoài đấy là trên nắng à. À vâng. Nắng này đi làm sớm thì về sớm chứ bây giờ về muộn như nào được. Về đi. Chết rồi, đang định đi gọi lái lợn thì bố mình về. Thôi mình chuồn trước. Bác lợn nơi ở đấy. Không biết. Mà đi ca bạn ạ. Mà đi ca bạn ạ. Bọn mày phải nghịch lợn ra thế này. Không, nghịch đâu. Mà đi cháu rồi giúp mà đi ca. Mà đi ca bạn ạ. Con này bị gì hả? Để con đi khám bác sĩ ạ. Nhà ông có bị gì ở đâu, nhà bác bị gì ở đâu, tất cả đàn cơ mà. Có. Có con nào? Đây này, ở đây này. Đâu? Đây. Không phải đâu. Cái anh đi đâu rồi?
hỏi tiên thì để trong chuồng tiên rồi bắt ra đây. Thì anh ấy bảo là bắt người ra tiên mới bán được 3 triệu. À, bán 3 triệu á? Biết con lợn này bao tiền của bác không? Mày bắt rốt vào đây đi, nên nó nắng này nó chết mẹ bác gì gì. Cháu bảo đợi, cháu đợi đây. Cứ thả vào chuồng bác đi ạ. Cháu không ngờ đâu đâu. Ai bắt cho mặt bác? Đấy, đi thả vào chuồng bọn mày ở nhà. Tao đi vắng có buổi sáng rồi. Thì ở nhà lại thấy bắt lợn ra đây rồi. Đấy, đi bắt lợn ra đi chơi rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamatibi 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hoạt chất bảo quản nhé. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamatibi nhé. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp xịt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da cho mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. Đó. Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa, đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá, hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamatibi Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.